Ngày xưa, có một người thương gia lương thiện tên là Jiro. Ông sống một mình tại thị trấn Shinsei. Sau nhiều năm làm việc, ông đã mệt mỏi với việc phải nay đây mai đó. Ông quyết định gom góp số tiền của mình để mở một nhà trọ kinh doanh. Hằng ngày, ông đến khu chợ ở thị trấn để tự tay lựa chọn những món đồ ưng ý cho nhà trọ của mình. Số chăn nệm này bao nhiêu tiền? 3 đồng một chiếc. Ông mua nhiều thì tôi để cho 2,50 đồng. Tôi lấy 20 chiếc. Ông đóng gói cẩn thận rồi mang đến nhà trọ cho tôi nhé. Vâng, cảm ơn ông Shiro. Chẳng mấy chốc, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ngày khai trương nhà trọ ngày một đến gần. Xin chào, ngài muốn thuê trọ phải không ạ? Cho tôi một phòng trọ nhé, phòng nào yên tĩnh một chút. Vâng, mời ông đi theo tôi ạ. Phòng của ông ở đây ạ, nếu có cần gì xin ông cứ gọi. Được rồi, cảm ơn cậu. Phòng sạch và thật đẹp. Các con có lạnh không? Các con có lạnh không? Ai? Ai đang nói? Không thấy ai cả. Không lẽ là má? Các con có lạnh không? À, có mà. Ông ơi, mấy người khách đều nói rằng phòng đó có ma. Họ sợ quá, bỏ đi hết rồi. Để ta tự tìm hiểu chuyện này xem sao. Đêm hôm đó, ông Jiro quyết định ở lại trong căn phòng để tìm hiểu xem có chuyện kỳ lạ gì đang diễn ra. Các con có lạnh không? Ai đang nói đấy? Các con có lạnh không? Các con có lạnh không? Các con có lạnh không? Tiếng nói kỳ lạ đó phát ra từ tấm nệm này. Thế là ông Jiro quyết định tìm hiểu nguồn gốc của tiếng nói kỳ lạ đó. Ông đến hỏi thăm người chủ cửa hàng bán nệm. Sự tình là như thế. Sao tấm nệm của cửa hàng ông lại phát ra tiếng nói? Tôi cũng không biết nữa. Tôi mua lại tấm nệm đó từ một nhà buôn khác. Ông thử tới đó hỏi xem. Nghe theo sự chỉ dẫn của ông chủ cửa hàng, ông Jiro tiếp tục tìm kiếm lai lịch của tấm nệm. Tấm nệm đó đã qua tay rất nhiều nhà buôn, nhưng điều đó không khiến ông Jiro nản lòng. Dường như tiếng nói phát ra từ tấm nệm có một điều gì đó thôi thúc ông tìm ra sự thật. Tôi đã hỏi qua rất nhiều người mới tới được đây. Bà có biết lý do vì sao tấm nệm đó lại kỳ lạ như vậy không? Tôi không chắc lắm. Ông có nhớ tấm nệm đó có gì đặc biệt không? Tấm nệm đó khá đặc biệt. Nó được khâu chắc chắn. Trên viền còn thêu họa tiết chim hạc rất đẹp. Vậy thì đúng rồi. Đó là tấm nệm mà cô Zuka đã làm cho 2 đứa con của cô ấy. Zuka là một hoa phụ hiền lành ở thị trấn này. Chồng cô ấy lâm bệnh mất sớm, để lại 2 đứa con thơ cho một mình cô ấy nuôi dưỡng. Nhưng làng này có gã phú hộ Hatake vô cùng tham lam. Cô Zuka trước kia đã vay mượn của lão để chữa bệnh cho chồng. Đến bao giờ ngươi mới trả nợ cho ta? Đỉnh quỵt nợ hay sao? Xin ông thương tình, nhà tôi chẳng còn gì cả. Số tiền đó đối với ông cũng không là gì. Xin ông thư thư cho ít bữa. Thư thư cho bao nhiêu ngày tháng rồi? Ai cũng như ngươi thì ta sát nghiệp bà. Chúng mày lục xem nhà nó có còn gì lấy hết cho ta. Dạ. Chỉ có vài đồng lẻ. Lần sau ta tới mà còn không có tiền trả thì ta sẽ tịch thu căn nhà này. Mẹ ơi, mẹ cố lên. Vốn sức khỏe yếu, lại phải can đan qua nhiều việc, cô ấy đã lâm bệnh nặng. Hãy chăm sóc em con nhé. Mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ các con. Mẹ ơi. Ít lâu sau, cô ấy đã qua đời, để lại 2 đứa trẻ không nơi nương tựa. Mẹ chúng bay không trả được nợ cho ta. Bây giờ ngôi nhà này là của ta. Chúng bay biến đi đâu thì đi. Rồi hắn ta đem bán toàn bộ đồ đạc còn sót lại,
trong đó có tấm nệm ấy. Một câu chuyện thật buồn. Vậy bà có biết hai đứa nhỏ đó giờ ở đâu không? Hình như chúng đã lang thang sang khu chợ ở thị trấn kế bên. Làng này ai cũng nghèo, cũng nợ ông phù hộ, nên dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Ông Zero đã sang thị trấn bên cạnh để tìm hai đứa trẻ. Ông nhận ra rằng chính tình yêu của người mẹ đã đưa tấm nệm đến với ông, và ông cần phải hoàn thành tâm nguyện ấy. Ông đã tìm hai đứa trẻ gầy còm, rách rưới đang ăn xin ở một góc chợ nơi thị trấn. Và ông đã quyết định nhận chúng làm con nuôi, yêu thương chúng như con ruột của mình vậy. Còn tấm nệm từ đó trở đi đã không còn phát ra bất kỳ một âm thanh nào nữa. Sự tích cây cà phê. Ngày xưa, ở một vùng đất nọ, nơi của những con sông và dòng thác gặp nhau, có một buôn làng nhỏ sinh sống. Họ sống yên bình bên những nương ngô, nương sắn xanh mướt núi rừng. Đêm đêm, bên bếp lửa nhà rông, trẻ con được nghe già làng kể chuyện về những người con dũng cảm của buôn làng đã diệt trừ thú dữ, đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người. Khi mùa xuân đến, những cánh hoa rừng bừng nở khắp nơi nơi, báo hiệu mùa gieo hạt. Một ngày mới, khi trời đất còn mờ hơi sương, từ phía nhà rông già làng đánh còng gọi mọi người tới. Ngày hôm nay, buôn làng ta đón một tin vui. Một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, một cậu con trai. Chúc mừng! Xin chúc mừng gia đình. Cháu cảm ơn bà con. Đã là con trai của buôn làng này, thì phải có cái sức mạnh của con hùm, con gấu, cái dẻo dai của con rắn, con trăng, đôi chân chạy xa như con hươu, con nai. Phải thế mới xứng đáng là đứa con của buôn làng. Mời thần sông, thần núi về nhận mặt và che chở cho cậu bé. Chúc bé may mắn. Chúc bé khỏe mạnh. Chúc bé hạnh phúc. Trong vòng tay của người mẹ, cậu bé quẩy đạp rất hăng. Cậu có làn da nâu bóng, cái miệng rộng và đôi mắt sáng như sao. Nó là đứa con của buôn làng này rồi. Chẳng mấy chốc, nó sẽ như cái lời già làng đã nói thôi. Cậu bé lớn lên khỏe mạnh như mọi đứa trẻ ở buôn làng. Nhưng vừa lên ba, cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cả buôn làng cùng nhau chăm sóc cậu. Lớn lên trong tình thương của mọi người, cậu rất yêu quý buôn làng của mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng bao lâu, cậu đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh và có giọng hát rất hay. Người ta gọi chàng là con chim sơn ca của núi rừng. Khi cậu cất lên tiếng hát thì con chim thôi không hót nữa. Đám cá dưới khe cũng ngừng bơi. Hươu nai mãi nghe quên cả đi tìm nước uống. Tiếng hát bay về buôn làm mọi người trong buôn quên hết mệt mỏi sau một ngày lên nương vất vả. Một ngày kia, một con chim lạ không biết từ đâu bay tới. Đôi cánh của nó dang rộng che khuất cả bầu trời. Nó bay tới đâu, cây rừng nghiêng ngã tới đó. Trời ơi, chim dữ! Chạy vào nhà rông đi mọi người ơi! Nhà rông cũng bị nó hất đổ rồi, chúng ta biết làm sao đây? Phụ nữ và trẻ con thì lánh vào rừng đã, còn các chàng trai hãy ở lại, chuẩn bị cung tên và giáo mát ngăn chim dữ. Khi chim dữ mắc bẫy, các chàng trai bắn cung và ném lao về phía nó. Trước kẻ thù to lớn và hung dữ, những chàng trai vẫn chiến đấu ngoan cường, nhưng vũ khí của họ không hạ được nó. Mảnh đất này đã bị chim dữ chiếm rồi, ta sẽ dẫn mọi người đi tìm miền đất mới. Bỏ lại sau lưng mảnh đất đã gắn bó với họ bao đời, buôn làng bước vào hành trình đi tìm miền đất mới đầy hiểm nguy. Già ơi, con có chuyện muốn thưa với già. Ta biết con đang định nói điều gì. Nếu già đã biết rồi thì hãy để con đi. Ta biết ý chí của con, nhưng kẻ thù của con to lớn hơn con gấp ngàn lần. Dạ, nhưng con không cam lòng khi nhìn buôn làng phải bỏ mảnh đất gắn bó bao đời mà đi thế này. Ta nghe người xưa truyền lại rằng trên đỉnh núi cao nhất và xa nhất kia, nơi đó quanh năm mây trắng bao phủ, có một thứ sắt rất thiêng. Chỉ thứ sắt đó làm gươm thì mới chống lại được kẻ thù. Con sẽ đến đỉnh núi đó. Đường đi tới đó rất nguy hiểm, không phải ai cũng đến được.
Thưa dạ, ý con đã quyết, dù có khó khăn đến mấy, con cũng không ngại. Thế rồi, theo hướng tay già làng chỉ, chàng trai ra đi, vượt qua những con sông cuồn cuộn, những dòng thác hung dữ. Bàn chân chàng đi miết về phía mặt trời lặn. Rừng già dày đặc, gai nhọn xuyên qua da thịt, dây rừng níu bước chân chàng. Những loài thú dữ tìm tới, nhưng tất cả không ngăn được bước chân chàng. Rồi một ngày, chàng trai cũng tới được đỉnh ngọn núi cao nhất. Trước mắt chàng, sắc thiên hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời. Sắc thiên đây rồi, cuối cùng ta đã có được rồi. Nhờ thần sông, thần núi thương tình che chở, đứa con thân yêu của buôn làng ta đã mang được sắc thiên về. Tất cả hãy đốt đống lửa kia to nữa lên để rèn gươm. Hỡi thần sông, thần núi, cầu mong các ngài hãy trao sức mạnh cho đứa con thân yêu của buôn làng. Ta trao cho con thanh gươm thiên này. Trong tay chàng, thanh gươm bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ. Cuộc chiến giữa chàng trai và chim dữ diễn ra hết sức quyết liệt. Bầu trời tối sầm lại, cả một vùng đất rộng lớn tan hoang. Đã 7 ngày 7 đêm vẫn chưa phân thắng bại, hai bên dần kiệt sức. Sang đến ngày thứ 8, khi chim dữ lao đến, chàng trai đã dùng hết sức mình phóng lưỡi gươm về phía nó. Lưỡi gươm xé gió lao trúng ngực chim dữ. Nó cũng là lúc chiếc móng sắc nhọn của chim dữ cùng thân nó đổ ập vào người chàng trai. Máu của chàng trai hòa lẫn máu của con chim dữ chảy xuống đỏ cả dòng sông. Dòng sông sục sôi trào nước lên đỏ khắp cả một vùng rộng lớn. Hỡi buôn làng, đứa con thân yêu của buôn làng ta đã không còn nữa. Nó đã hóa thân vào cây cỏ, sông suối, núi rừng này. Buôn làng ta tự hào vì có người con dũng cảm. Nó sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Từ nơi mà chàng trai ngã xuống, một cây lạ mọc lên. Nó lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã tỏa bóng xum xuê. Hoa của nó nở trắng muốt cùng những chùm quả trĩu cành. Khi ăn vào, mọi người thấy như có một sức mạnh chảy qua. Họ bắt đầu trồng loài cây đó khắp miền đất của mình. Miền đất đó chính là Tây Nguyên ngày nay. Còn cây lạ đó chính là cây cà phê, loài cây có sức sống mãnh liệt, vươn lên trong nắng gió đất đỏ. Đêm đêm, bên bếp lửa nhà rông, những đứa trẻ của buôn làng vẫn được người già kể cho nghe về chàng trai và những người con anh dũng của buôn làng bên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ba người lính và con quỷ. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nhà vua ra lệnh quy tập rất nhiều lính vào quân đội. Rất nhiều đàn ông khắp đất nước bị bắt đi lính. Vất vả, hiểm nguy, khổ cực, nhưng họ lại được trả lương quá ít, không đủ để sống. Vì vậy, ba người lính, họ bèn rủ nhau đào ngũ. Các anh hãy trồng cánh đồng lúa bát ngát đi. Nếu chúng ta trốn trong đó, thì không ai có thể tìm được chúng ta. Quân đội không được phép sụt vào ruộng lúa. Phải đấy! Ba người lính trốn trong ruộng lúa 2 ngày 2 đêm. Chúng ta sẽ chết ở đây mất thôi. Trời, con gì vậy? Tại sao mấy người lại trốn ở đây? Chúng tôi đào ngũ vì lương ít quá. Giờ thì chúng tôi sẽ chết đói ở đây, hoặc người ta sẽ treo cổ chúng tôi nếu chúng tôi ra khỏi đây. Nếu các anh đồng ý phục vụ ta 7 năm, ta sẽ đưa các anh lên cao, bay qua cả cánh quân lớn mà không một ai chạm được vào các anh. 7 năm ư? Chúng tôi cũng vừa mới được tự do. Xin ngài cho chúng tôi thời gian 7 năm. Sau 7 năm, chúng tôi nhất định sẽ đi theo phục vụ ngài. Được, ta đồng ý. Không những cho các ngươi tự do trong 7 năm, ta còn tặng các ngươi một vũ khí bí mật. Nào, đi thôi. Đây là đâu? Đây là khu cách xa kinh thành hàng ngàn km. Các ngươi sẽ được an toàn. Và phải nhớ lời hứa, sau 7 năm, các ngươi sẽ là kẻ hầu, người hạ của ta. Các ngươi hãy tự đánh vào người bằng cái roi này. Ở trong người các ngươi sẽ tuôn ra số tiền mà các ngươi cần có. Các ngươi sẽ sống sung sướng như ông hoàng, tha hồ lên xe xuống ngựa. Nhưng sau 7 năm, các ngươi sẽ thuộc về ta. Lúc đó, ta sẽ ra cho các anh một câu đố. Nếu giải được, thì các anh sẽ được tự do và thoát khỏi quyền lực của ta. Ba người lính bắt đầu sử dụng cái roi. Họ có nhiều tiền, ở đâu họ cũng sống vui vẻ và xa hoa. Nhưng họ không làm điều gì xấu, mà lại rất hay làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ.
7 năm sau. Vậy là sắp đến hạn rồi. Hai anh đừng sợ, tôi tin chúng ta sẽ giải được câu đố đó mà. Dù chúng ta có thông minh cỡ nào cũng không thể thoát được câu đánh đố của con rồng đó đâu. Các cậu có chuyện gì mà buồn vậy? Ba chàng lính đem hết mối lo ngại trong lòng kể hết cho bà cụ nghe. Nếu các anh muốn ta giúp đỡ thì ta có một cách. Liệu có thật vậy không? Không thử làm sao biết được, cứ để tôi đi xem sao. Đúng là căn nhà này rồi. Người kia, người tới đây để làm gì? Dạ chào bà, tôi là một người lính bình thường. Vì gặp phải chuyện bế tắc, lại có người mách tới đây tìm, nên tôi mạo muội tới đây. Bà chính là vị cứu tinh của chúng tôi đấy ạ. Người ăn nói cũng lễ phép đấy. Được rồi, lại đây ngồi và kể cho ta xem có chuyện gì. Ta hiểu rồi. Ta thấy các người tuy có nhiều tiền nhưng vẫn biết sống vì người khác. Ta chính là bà của tên rồng đó. Ngươi hãy trốn vào cái hầm kia. Khi rồng về, ta sẽ hỏi nó về câu đố. Còn ngươi, hãy bình tĩnh mà lắng nghe các câu nói của nó và trả lời, nghe chưa? Dạ, cảm ơn bà rất nhiều ạ. Trời, thì ra đó là một con quỷ. Cháu chiếm được bao nhiêu linh hồn rồi? Cháu đã bắt được 3 tên lính. Chắc chắn cháu sẽ chiếm được linh hồn của những người này. Nhưng có thể bọn họ sẽ thoát khỏi tay cháu đây. Chúng thuộc về cháu mà. Cháu sẽ cho chúng một câu đố mà chúng không giải được. Câu đố thế nào? Để cháu nói cho bà nghe. Ở biển Bắc Bao La có một con mèo biển chết. Nó sẽ được mang rán và cháu sẽ cho chúng ăn một cái xương sườn cá voi sẽ dùng làm thìa và một cái móng ngựa cũ rỗng làm cốc cho chúng uống rượu vang. Anh đã nghe thấy hết chưa? Giờ thì đi ngay đi, không lát nó lại tỉnh dậy. Nó đang say rượu, không biết gì đâu. Vâng, tôi nghe hết rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Chào bà. Chà, ba ngươi cũng đúng hẹn quá đấy. Bây giờ đã đến lúc ta đi lấy linh hồn của các ngươi. Nhưng còn câu đố, chúng tôi sẽ giải được câu đố đó của ngài. Và ngài phải giữ lời, thả tự do cho chúng tôi đấy. Được rồi, ta sẽ giữ lời. Hãy nghe câu đố của ta đây. Ta sẽ dẫn các ngươi xuống địa ngục. Ở đấy, các ngươi sẽ được ăn một bữa. Nếu các ngươi đoán được sẽ được ăn thịt gì rán, thì các ngươi sẽ được tự do và được giữ lại cả cái roi nữa. Ở biển Bắc Bao La, có một con mèo biển chết. Chắc chắn nó sẽ được rán cho bọn tôi ăn. Nhưng các anh lấy gì làm thìa? Một cái sườn cá voi sẽ dùng làm thìa. Các ngươi có biết cái gì sẽ dùng làm cốc uống rượu vang không? Một cái móng ngựa cũ. Sao các ngươi biết? Chúng tôi đã trả lời được câu đố của ngài. Từ giờ chúng tôi sẽ được tự do. Tức quá, tức quá. Và thế là nhờ lòng tốt bụng, biết yêu thương những người nghèo khổ mà ba người lính đã gặp được người tốt. Nhờ đó họ giải được câu đố của rồng và được tự do.